Calamama.me, website chơi chẵn lẻ Momo uy tín, giao dịch tự động 24/7, trả thưởng sau 30 giây, top thắng tuần nhận thưởng quá to, thắng ngay thua là do cách chơi của bạn. Cùng chiến ngay tại Calamama.me. Đổi thẻ số 2.com, website đổi thẻ số 2 và các loại thẻ game khác. Đặc biệt khi mua thẻ có chiết khấu lên đến 6%, truy cập ngay đổi thẻ số 2.com. Ok, xin chào anh em. Chào mừng trở lại với kênh của mình. Vâng, vẫn là mình em ơi. Hôm nay vẫn tiếp tục cái series review lịch khủng và đặc biệt là lại bán định em. Câu nói này nó quen quen, bắt đầu gọi là thấy câu cửa miệng rồi anh em ạ. Rồi, thì hôm nay mình hướng anh em đến một con ác ở server Kinobi anh em nhá, với cái tên là Lam Taiwan anh em. Một cái tên gọi là đã cảm giác nó một cái gì đó Dukabai anh em ạ. Rồi, thì mình sẽ vào luôn anh em nhá. Hiện tại con ác này có vũ khí 16 này, cái trang Minato này và cấp 55 rồi anh em. Rồi. Rồi đây anh em ơi. Một con ác gọi là danh hiệu làng lá. Danh mấy đây? Tắt cái chim đi họ cái nào. Đâu rồi? Ơ kìa. Lâu thế nhỉ? Rồi, hiện tại là danh 8 anh em ạ, ở gia tộc Hokage X. Rồi, với cái tên là Lam Taiwan anh em. Thì con ác này hiện tại đang là cấp 55 cộng 88.92% rồi. Chẳng mấy chốc nữa sẽ lên vào 56 đâu anh em. Thì chủ ác muốn giao bán con ác này với giá là 10 mét anh em. 10 mét, cảm giác là khá là ok đấy nhỉ. Và thêm nữa là có một cái câu nói rất là nghe vui tai anh em ạ. Mệnh danh là thần trùng anh em. Uầy, mình nghe từ thần trùng nghe nó gọi là đẳng cấp đấy nhỉ. Nó là một cái tầm gọi là tầm cao mới rồi anh em. Mình review gọi là cắt top các thứ kiểu chưa có cái biệt danh nào như thế này đâu anh em. Thần trùng. Uầy, nghe từ thần trùng nó một cái gì đó gọi là hơi là kinh dị đấy anh em, nhưng mà không sao. Tí nữa mình sẽ review xem nào. Về cái phúc lợi, quá danh con ác này đã tích lũy cho mình là 104.139 vàng anh em. Vòng quay, uầy, có kích vòng quay anh em, kích full luôn là khác này. Có là có đầu tư luôn. Wow, online nói chung là khá đầy đủ anh em, khá đầy đủ luôn. Và cấp 55 này như là mới nhận cho mình được cái kỹ năng vĩ thú ở cái mục thăng cấp anh em. Rồi thì đến cho mình cái gọi là cấp chế tạo, hiện tại đang là cấp chế tạo 169, hoạt lực còn 10 thôi anh em, xỏ không có gì luôn. Về chợ xem nào, chợ bán cho mình một cái gọi là gậy thường anh em, tưởng gậy Hokage 99k còn làm gì còn đâu mà mua anh em. Rồi thì tiếp tục là đến cho mình cái túi đồ thì có cho mình gọi là một số item sự kiện thôi. Và trong dương thì hiện tại là đang có cho mình là 30 triệu bạc khóa anh em và hơn 6k vàng khóa. Rồi, vàng hơn 400 vàng anh em. Thì bây giờ đến cho mình cái dương đồ xem nào. Dương đồ hiện tại là đang có cho mình là 100 lông khóa này và một số gọi là item. Đặc biệt là trong dương là đang có là 1200 ngọc Zinegan anh em, thì không biết là cái giá 10 mét thì nó có kèm đồ hay không, thì anh em có thể là inbox. Tí nữa mình sẽ để cho anh em cái link Facebook chủ link ở dưới một bình luận ghi anh em nhá. 1200 ngọc gì này là một cái gì đó thốn thận đấy anh em, không phải dặm vừa đâu, đúng không? Chuẩn luôn. Thì bây giờ đến cho mình là cái gì ta nhờ, mình review đến đâu ta, cái túi đồ dùng đồ rồi này. Thì đây bảng xếp hạng đi, thì bảng xếp hạng hiện tại đang là top 2 cao thủ anh em và top của cái top 4 anh em, top 5 tài phú. Top chuyên cần có không? Mấy cái thằng top câu muôn thỏ nó chỉ có lười thôi anh em. Top chuyên cần không có luôn anh em. Đấy. Ác thật đấy. Top gia tộc hiện tại đang có trong mình top... Ok. Ở đâu nhỉ? Tên gia tộc. Top 4 anh em. Mình cứ đi nhìn bên tộc trưởng anh em. Khổ thật đấy. Rồi. Hiện tại là mình cũng đã review trong cái top này. 2. 2, 4, 5. Rồi. 2, 4, 5 anh em. Xem nào. Đây là sự kiện nạp nhiều xem vào này nào. Uầy. Ui cái trời đu má. Ác vậy. Ui hạ vẫn cứ là hạ thôi anh em. Hạ còn bảo với mình là hôm nọ có inbox mình hỏi là không biết làng não bao giờ khuyến mãi làm phát lục đạo. Thế là mình bảo chú cứ từ từ kiểu gì chả khuyến mãi. Thế ông làm câu mẹ không nhanh nhanh này, hứng lại nghỉ game. Đấy thật sự anh em, hôm nay mình cũng inbox cho chị Hiền. Nhưng mà chị Hiền bảo là gọi là ghi nhận ý kiến thôi, sẽ có khuyến mãi. Nhưng mà nào ngờ đâu anh em, hôm 1-2 hôm sau thông báo gộp server Kha với server Mây phải không, khuyến mãi 50%. Mẹ có khuyến mãi đến rồi, không ở server Kinobi anh em.
Mình cứ tưởng xem vào Kenobi chắc là đã có lục đạo mới rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ review đến cái đồ này anh em. Hiện tại là đang có cho mình cái vũ khí 16 hệ lôi. Khả 16 trên 10 anh em. À, dây thép. Dây thép khoán gì đây? Kháng phong. Khả 123 thôi anh em. Nói chung là cũng khả chưa đầy anh em ạ. Hiện tại là đang có khả 1234 thôi. Nói chung là cũng không có gọi là full đâu anh em. Tí nữa thì lỡ mồm anh em ạ. Rồi. Rồi, cũng có dòng 16 tấn công rồi này. Nói chung khảm thế này chắc là xem vào này nói chung là chưa gom đều khảm đâu anh em nhờ. Mình thử xem top 1 xem là đều khảm chưa. Ờ, top 1 cũng chưa đều khảm đâu anh em. Muốn xem top tài phú này. Hello Bay, Hello Bay nick này thì không nói anh em. Nick này không nói làm gì rồi. Rồi, thì sao ta? Nói chung là nick này là có vũ khí là khảm trên 10, còn lại là khảm 1 2 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 16 anh em. Rồi. Thì về cái sách thì đang có cho mình sách 17 này. Cái trang 17 luôn. Best hiện tại đang cấp cộng 7 anh em. Và dự phòng nói chung là cũng có cho mình một con nhất vĩ anh em. Về cái gọi là đâu nhờ? Set đồ. Mình sẽ không xem kia nữa, mình sẽ xem ở đây đi. Công hiện tại đang có cho mình là 13482. Chính xác là 1688 anh em. Về cái mục set kháng đi. Một set kháng lôi này, một set kháng thổ và một set kháng phao anh em nhá. Giảm chiến sát thương là đang có cho mình 2072. Né tránh là 2477 anh em. Điểm giảm hiệu ứng tất cả là 8. Về chiêu thức thì nói chung là chưa có rồi. Uầy. Ba cái quyết trùng. Vãi cái đã trở thành anh em ạ. Một cái mã giác cộng 5. Ba cái quyết trùng. Bảo sao mẹ chú lích bảo là thần trùng anh em ạ. Hóa ra là nhà ôm ba cái quyết trùng. Wow. Một cái tên gọi là khá là gọi là lạ lẫm. Nhưng mà nó là một cái gì đó. Nó là xấu vãi cực cất anh em. Tất cả trang này mình cứ tưởng thần trùng đẹp chứ. Cái trang hiện tại đang có cho mình là một cái trang Minato này, Madara này, Obito lục đạo, Itachi Kunti này, thủ lĩnh Anbu này. Và một số cải trang tinh thạch và của cải trang câu cá phải không? Ờ, câu cá luôn anh em. Rồi, nói chung nick này mình xin phép nói giá lại là 10m anh em ạ. Thì đồ hay không đồ thì tí nữa mình sẽ để cái link Facebook chủ lịch ở dưới mục bình luận ghim. Anh em có thể inbox và thương lượng giúp mình nhá. Rồi, cái gì đây? Ơ kìa, gửi cái gì đấy? Rồi, bây giờ mình sẽ xem bảng xếp hạng ở server này xem như thế nào. Top 1 nói chung là đồ đạc cũng không ổn cho lắm anh em. Skin vị thú thì cũng gọi là không ổn cho lắm luôn. Về cái Jangguo. Nói chung là server này đồ đạc chỉ 14 cũng 16 thôi. Con nick như thế này nó cũng nhiều đồ lắm rồi anh em ạ. Một xiên bay màu. Rồi. Nói chung server này cũng chỉ tạm thời là vậy thôi anh em. Kể cả ông sách 18 này đồ đạc cũng chưa gọi là nhiều cho lắm anh em. Thế này ok rồi. Wow. Skin vị thú 2 san hô 2 hỏa diệm luôn. Quyết 6 luôn. Ở đây quên không review cái kỹ năng vị thú nhỉ. Mình xem lại kỹ năng vị thú của mấy ông này phát. Một bom này. Nói chung xem vào này thì có thể là mình xem khá là nhiều rồi. Một xiên bay màu. Mình cũng đã review như mấy ông này rồi nhưng mà thôi. Thi thoảng xem lại cho nó biến đổi cho anh em ạ. Khá là ok rồi. À rồi, nói chung là bộ kỹ năng của mấy ông này nhìn khá là ngon. Mà để mà nói thì xóa 4 kỹ năng này đi thì ông này có kỹ năng khá là ngon. Nhưng mỗi tội là mẹ 4 cái sau như lìn anh em ạ. Nhìn không thấm thía vào đâu, đúng không? Về cái gọi là top tài phú, xem là top tài phú thì Hello Bay thì nói chung là mình không nói làm gì rồi anh em. Còn nick này thì mình cũng đã review rồi. Còn Hello Bay tiếp à? Nói chung là siêu có kỹ năng vĩ thú anh em. Nói chung là sắp tới chắc là cả cái bảng xếp hạng toàn Hello Bay. Mình bây giờ mình có cái mã giác thì nó khá là ngon. Lam Taiwan K8X cho nào. K8X chưa có kỹ năng vĩ thú. Thôi thì nói chung là nick này nó có một cái dạng tầm tốt anh em. Tốt xem với Kinobi rồi. Không phải dạng vừa đâu anh em. Với cái giá là 10m thì anh em nào mua có thể liên hệ cho chủ nick giúp mình nhá. Thôi
Chắc là video của mình đến đây kết thúc anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi của mình. Bye bye, chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Chúc em một ngày vui vẻ, tốt lành, hạnh phúc bên gia đình. Bye bye anh em.